ban tổ chức đã xác định được hai đội bóng giành vé vào chơi trận. Ban tổ chức đã xác định được hai đội bóng giành vé vào chơi trận chung kết U20 châu Á 2023 là U20 Uzbekistan và U20 Iraq. Vòng bán kết giải U20 châu Á 2023 đã diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Cả hai trận bán kết giữa U20 Nhật Bản với U20 Iraq và U20 Uzbekistan với U20 Hàn Quốc đều phải bước vào loạt đấu súng. Trên loạt đấu súng cân não, U20 Iraq và U20 Uzbekistan nhờ sự tỏa sáng của thủ môn đã đánh bại đối thủ để giành vé vào chơi trận chung kết. Đây là kết quả không mấy bất ngờ khi hai đội bóng này chơi rất tốt từ vòng đấu bảng. Điều thú vị là U20 Iraq và U20 Uzbekistan đã gặp nhau ở vòng bảng. Ở màn đỏ sức tại vòng bảng, chủ nhà U20 Uzbekistan đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U20 Iraq để dẫn đầu bảng A với 7 điểm. So với lần đối đầu ở vòng bảng, U20 Iraq chơi tiến bộ hơn rất nhiều. Do đó, ở lần tái ngộ này, đội chủ nhà U20 Uzbekistan được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn. Theo lịch, trận chung kết giữa U20 Iraq và U20 Uzbekistan diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 18 tháng 3 theo giờ Việt Nam.